kéo này lên bên đâu. Thank you.
Thế tôi cho nên một video để cho người ta học tập. Giờ thì chỉ thấy bỏ nồi với rắc cắn thôi. Không thấy ruột đâu. Ruột nồi thì bếp trên bếp dưới. Cái đổ nước mà nấu. Thế thì quá thì nào ta dùng cái đấy chứ sao? Thì bây giờ chỉ có bỏ thôi. Thế thì quá thì dùng cái đấy vậy. Cứ thế là nấu thôi.